Chưa thấy. Không biết lên trang cá nhân hay là lên đâu nhỉ? Dạ. À. Anh sợ lên trang đang bình luận ở trên trang cá nhân của cậu ấy. Không phải. Chưa đi vào đâu ấy. Không phải, đây là cát gia tiên này. Xin chào toàn thể bà con nhân dân. Thì là chúng tôi đang test, chúng tôi đang muốn phát trực tiếp lên kênh phụ kiện điện thoại ngon mùa rẻ. Nhưng mà là do hiện giờ vẫn đang phát ở trên ngu đấy nhỉ. Làm sao để chia sẻ được nhỉ? Mọi người chờ một tí nhá. Chờ một tí nhá. Anh nghe Hoa ơi. Thế đưa thêm 900 đi anh Quyết. Thoát. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là mình sẽ chuyển sang là mình là bình luận game các bạn nhá. Các bạn chờ mình một tí, là mình đang muốn phát trực tiếp lên kênh phụ kiện điện thoại ngon một rẻ. Nhưng mà do chưa phát được nên là mình sẽ test ra làm lại nhá. Sao làm sao để phát trực tiếp lên này? Không được. Này vẫn chơi. Thôi ok, chơi luôn trang này đi cả nhà ơi. Phụ kiện điện thoại ngon mà rẻ, xin chào toàn thể bà con nhân dân. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với giải đấu Bugsy lớn nhất hành tinh. Và xin giới thiệu với cả nhà là game thủ chúng ta là anh Quý CVGV. Và tên của anh Quý CVGV thì nghe thì là rất giống như thể là một tập đoàn, một kênh phim là kiểu như là của Vingroup, CGV. Nhưng thực tế là anh Quý là anh Quý CVGV, tên viết tắt của Cầu Vượt Giải Phóng. Thì anh Quý là đang hiện giờ đang sinh sống ở quận Hai Bà Trưng, và chính xác địa chỉ 258 Lê Thanh Nghị. Và anh thường xuyên xuất hiện trong các giải đấu lớn ở trên địa bàn quận Minh Khai. Và anh đã từng đạt rất nhiều giải thưởng cao quý ở các trường đại học như trường Kinh tế Quốc dân và trường đại học xây dựng và trường đại học Bách Khoa. Thì hôm nay anh Quý sẽ thể hiện cho các bạn xem là kỹ năng bắn BUVG. Và những bước nhảy đầu tiên anh Quý đã thể hiện được sự ngu người của mình, đã không nhảy lên được một cái hộp luôn. Và hiện giờ là còn 16 giây nữa vào bắt đầu trận đấu. Thì anh Quý ấy, là CVGV là người mặc cởi trần các bạn nhé. Người cởi trần mặc quần đùi. Và xin trân trọng là cảm ơn là quý của ông và quý của bà đang ngồi xem video này. Thì cho chúng tôi xin một chia sẻ nhé các bạn nhé. Và máy bay của chúng ta thì đã bắt đầu cất cánh lên rồi. Đã bắt đầu cất cánh, xem anh Quý sẽ chọn điểm rơi ở đâu. Anh, nếu người ta bảo rồi là chim khôn thì tìm cành mà đậu, mà xem rồi anh Quý sẽ nhảy ở đâu, nhảy chỗ nào mà chết nhanh nhất mới là nể cơ. Xin chào bạn Văn Mạnh nhá. Và hôm nay là game thủ chúng ta là anh Quý CVGV, thì anh đã đạt giải vô địch của game Bugsy tại trường tiểu học và các trường trung học cơ sở. Thì hôm nay anh sẽ thể hiện cho các bạn xem. Với cả bắn cái Bugsy này, anh Quý có một lối bắn rất là hay các bạn nhá. Anh Quý vẫn đang lần mò xem tìm lên điểm rơi của mình đang ở đâu, mà anh vẫn đang lang thang, anh chưa tìm được điểm rơi. Và chúng ta đã nhìn thấy điểm rơi của anh rơi một chỗ là vườn không nhà trống luôn. Nghĩa với cái chiến thuật là vườn đánh cái Bugsy này, anh Quý đã quyết định đổi sang Pecado rồi. Của mình máy gì đó? Anh của em bán luôn. Xin giới thiệu cả nhà là do game thủ chúng ta đang bận bán phụ kiện điện thoại nên là tôi sẽ trực tiếp tôi nhảy vào kiếm chỗ rơi nhảy phát. Ok, thì là do địa điểm là game thủ chúng ta chọn là địa điểm là Pecado. Như địa điểm này thì là tỷ lệ chết là rất là cao luôn các bạn nhé, tỷ lệ ngỏm củ tỏi luôn. Úi dồi ôi, bọn nó đông thế. Thì tôi thì bắn thì tôi sẽ bảo toàn tính mạng. Nhiệm vụ của tôi là tôi sẽ phải giữ lại mạng này cho anh Quý CVGV. Bởi vì nếu mà bây giờ chết thì là chúng ta sẽ không còn phim hay để xem.
Anh Quý này thì thường thì anh ta không cần súng, kiếm, đạn gì cả. Anh ta cởi trần thì đấm được vài chục mạng một lúc cơ. Ok, tạm thời tôi sẽ nằm ở đây. Với cái chiến thuật này thì gọi là anh hùng núp các bạn nhé. Anh Quý CVGV của chúng ta thì anh đã tạm thời là đã núp kín ở một chỗ luôn. Hiện giờ thì là hôm nay thì là anh không chơi mà anh chuyển sang bình luận viên, bình luận game cho game thủ chúng ta là anh Quý CVGV nhé. Các bạn đang xem được video này thì là dù là trai là gái, dù là dân tộc Thái hay dân tộc Kinh, dù đang sống ở Vinh hay đang sống ở Huế nhá, thậm chí làm tài xế hay lái taxi, buôn TV hay bán tạp hóa, các bạn xem được video này các bạn chia sẻ giúp chúng tôi nhé. Đây là lần đầu tiên phụ kiện điện thoại ngon vừa rẻ chúng tôi là bình luận game, chính vì thế cho nên là rất mong được sự chia sẻ của các bạn nhé. Chương trình là trận đấu chúng ta đang tạm thời gián đoạn là do có khách hàng vào mua ốp lưng lên game thủ chúng tôi là trực tiếp bán hàng. Và anh Quý này thì là hôm trước là anh đi thi giải đấu của cấp tiểu học thì anh đã được giải thưởng cao quý, được giải nhất và anh được giải thưởng là 300.000 và giải trung học thì được 500.000. Và kể cả các trường Đại học Bách Khoa Xây Dựng và trường Kinh tế Quốc dân thì anh đều đạt rất nhiều giải thưởng cao quý với lối bắn của anh là du kích ẩn giật. Vâng, hiện giờ anh Quý chỉ nằm yên một chỗ đây, vẫn đang nằm yên một chỗ mà anh đã được top 97 rồi. Nếu chị hiểu anh ta cầm súng anh ta đi bắn thì anh ta sẽ được top bao nhiêu luôn. Vâng, và rồi thì anh Quý CVGV thì anh đã trở lại với chúng ta và những bước chạy đầu tiên thì anh ta chạy lốc nhốc như thể là chó chạy rông ngoài đường thôi, như chưa có súng ống gì cả. Và anh ta đang tiếp đến một căn nhà cấp 4. Ok. Và với lối bắn này thì anh Quý xem anh ta vận may mỉm cười với anh ta không? Anh ta vào xem có kiếm ăn la liếm với giải thưởng gì không? Vâng ạ, chưa kiếm được cái gì ạ. Nhưng anh Quý có biệt tài là anh đánh bằng cùi chỏ được các bạn nha. Anh Quý dùng cùi chỏ anh vẫn có thể đánh được nên không quan trọng luôn. Vâng, anh ta vâng đúng là hôm nay anh ta đen như chó mực luôn, anh ta đi vào chưa nhặt được một cái gì. Và tiếp tục thử sang căn nhà 2 tầng này xem anh Quý thì vẫn đang lững thững chạy bộ thôi. Vâng, và từ phía xa chúng ta nghe tiếng súng nổ và chúc mừng anh đã nhặt được khẩu 2x. Vâng, và anh ta nhặt một khẩu lục và đã có giáp, vâng, mũ 2 rồi, mũ 2 thấy là ngon rồi. Mũ 2 và có cả ba lô rồi, ba lô 1 rồi. Máy hơi giật. Vâng, và game thủ chúng ta đang phản ánh là tình trạng là máy hơi giật chứ không phải gật các bạn nhé. Vâng, và game thủ chúng ta thì cứ đi lần mò bên trong và vẫn chưa kiếm thêm một cái gì. Theo phong cách đánh của quen thuộc của anh Quý CVGV, anh Quý CVGV nghĩa là cầu vượt giải phóng các bạn nhé. Anh Quý thì là ở tại địa chỉ 258 Lê Thanh Nghị và anh ta có lối chơi rất là hay nên anh ta thầu luôn cả địa bàn cầu vượt giải phóng. Vâng, thì nãy giờ vẫn chưa nhặt được khẩu súng nào luôn, vẫn chưa nhặt được khẩu lục rồi. Vâng, anh ta đã nhặt khẩu lục. Vâng, đã nghe tiếng súng nổ thì không biết súng nổ từ phương nào luôn. Các cụ bảo rồi điếc thì không sợ súng, vâng. Và anh ta nhặt được một khẩu súng rồi, một khẩu AK. Ok, và khi đã có một khẩu súng thì anh ta có thể tiến ra ngoài hành lang, anh ta ngắm nghía các nơi xem là có tìm được coi kẻ địch nào không. Vâng, tiếng súng thì nổ rất là giòn luôn, nhưng anh Quý thì anh cũng không ngán luôn. Anh cầm một khẩu lục, anh lang thang, anh ngắm nghía xem các đồng chí đang ở đâu. Vâng, kẻ thù thì có thể xuất hiện bất kỳ nơi nào luôn. Anh đã cầm một khẩu AK trên tay. Khẩu này nếu bắn half-life được gọi là khẩu 35 ấy, bắn hạt kiểu như hạt gạo luôn các bạn ạ. Khẩu súng này như nếu không nhầm thì bắn đạn chín thì phải. Vâng, và anh ta đã nhặt phóng lên chiếc xe địa hình. Vâng, chiếc xe này thì có đặc điểm là leo đồi leo núi là rất là thoải mái luôn, không ảnh hưởng gì đến việc lật đổ xe cả. Vâng, anh Quý thì là thực tế là anh đã có bằng lái xe máy vào game thì anh ta có thể lái lên được chiếc ô tô này, nó một điều rất là chúc mừng cho anh. Ok, anh ta đã hạ số 1 căn nhà. Vâng, có tiếng súng nổ. Vâng, không biết thằng nào nó cắn trộm ở đâu. Vâng, game thủ chúng ta đang nói rằng con chó nào cắn trộm ở đâu không biết được luôn. Ui giời, cả lưu đạn luôn. Vâng, anh Quý thì là hiện giờ anh vẫn chưa định vị được ra là kẻ địch đang xuất hiện ở đâu luôn.
Vâng, hiện giờ thì game thủ của chúng ta vẫn chưa nhặt được giáp, có giáp 1 các bạn nhá. Nhưng mà do là mặc áo ba lỗ nên dẫn đến là người nhìn nó hơi bẩn thỉu một tí thôi. Nhưng bắn cái này thì không cần phải đẹp, quan trọng là nghệ thuật thôi. Và xin chúc mừng anh Quý CVGV, anh đã giành được top 71 rồi. Như vậy là anh Quý đã chưa cần nổ một tiếng súng nào, nhân loại được 29 game thủ rồi. Vâng, thật là kỹ thuật. Nếu bình thường chúng ta mà không có kỹ thuật như anh Quý thì chúng ta có thể chết luôn từ lúc mới nhảy dù thôi. Và những bước chân đầu tiên thì anh Quý đi vẫn đi lững thững để nhặt đồ thôi. Đồ của anh Quý bây giờ thì vẫn kiểu giống mấy thằng ăn xin ăn mày thôi. Là mới có mũ 2 và ba lô 2 và giáp 1 luôn. Vâng, game thủ chúng ta là đóng cửa ra rồi lại mở cửa lại ạ. Vâng, chưa biết là anh ta định làm gì. Xem có gì thế ăn được không? Vâng, có một cái gì? Mấy x, 3x đúng không ạ? Vâng, anh ta đã lắp vào khẩu súng rồi. Và đã có một tiếng bước chân ở bên cạnh thì là anh Quý của chúng ta là anh bắt đầu là hổ phục luôn. Cái này anh ta gọi thập diện mai phục, anh ta nấp sau một cái tủ lạnh và anh ta ngắm súng sang hướng V kép này. Cái hướng này không biết là Đông Đông Nam hay là Tây Tây Nam đi nữa, nhưng khả năng tiếng bước chân là của boss rồi, bởi vì chạy tinh 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 luôn. Anh Quý chúng ta thì đang nghiêng mình ngó ngắm nghía rất cẩn thận luôn, bởi vì nếu một khi là gặp người chơi thật sự thì anh ta có thể ngỏm một tỏi bất cứ lúc nào luôn. Mà Châu Việt Cường thì là vẫn giờ vẫn... Ôi dồi, có thằng nó đánh đu trước mặt luôn. Ôi dồi, vâng, anh Quý rồi chưa? Vâng. Vâng, anh Quý của chúng ta thì đã về gặp với các cụ rồi, vâng. Như vậy là anh Quý đã giành được giải thưởng xếp top thứ 68 luôn. Khi mà một thằng đánh đu trên cửa sổ. Và game thủ chúng ta phản ánh là do bị đơ quá. Nick của anh Quý tên là Quý CVGV, nghĩa là cầu vượt giải phóng em nhá. Quý CVGV, cầu vượt giải phóng. Chào mọi người vào nhé. Ok, các bạn vào thì các bạn có thể tìm đến địa chỉ của anh Quý là Quý CVGV, Quý cầu vượt giải phóng. Và ID của anh Quý là ID của anh Quý là 51504572 nhá. 51507392. 51507392. Vâng ạ, thì là có một là vị khán giả chúng ta đã nói là Quý gà, vâng. Gà nhưng mà anh Quý thuộc lại gà ngon đấy, chứ không phải gà vớ vẩn đâu. Anh xếp từ top 68 luôn đấy, nếu mà người thường mà bắn thì sẽ không giờ được như anh Quý đâu. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chờ xem là có game thủ nào vào chơi cùng không. Xin giới thiệu qua mọi người là tiểu sử thì là anh Quý thì anh sinh năm 1995 và lớn lên trên mảnh đất Ninh Bình dê núi. Nên là những gách núi ở trong Búc Di anh ta có thể lăn lê bò trườn, ta chạy thoải mái luôn. Nếu mà người thường thì sẽ không chơi trò này luôn. Và chúng ta cùng nhau chú ý là anh Quý chỉ mặc một chiếc quần xịp thôi. Và súng ống của anh, tay thì cầm súng mà dưới cũng cầm súng luôn. Một ta trên thì AK, dưới thì súng lục luôn, cơ bắp cuồn cuộn luôn. Anh Quý của chúng ta là cao một chiều cao 1m68 và nặng khoảng tầm 38 kg. Anh hay có mặt tại địa chỉ là 258 Lê Thanh Nghị. Ok, đã có lời mời kết bạn cùng rồi. Kéo xuống đây nhá. Ok, camera. Hello bạn. Ok, thì đã có thêm người đồng đội của chúng ta là... Vâng, có game thủ mới tên là Cần Công Cáng luôn các bạn ạ. Cần Công Cáng, vâng. Tên nghe rất là hay luôn. Có đang đợi các game thủ khác. Tráng ơi, em tắt bỏ mic đi Tráng ơi. Vâng, các bạn, vâng, và chúng ta đủ bộ tứ quý để vào trận đấu rồi. Tứ quý luôn. Và chúng ta tiếp tục bắn ở map sa mạc thì là... Vâng, có một game thủ chúng ta đang nhảy lên cơn động cỡn rồi. Động rồ luôn, chúng ta đang nhảy múa trong game ạ. Làm... Ừ.
tắt loa của mọi người thôi, tắt loa đi cho đỡ ồn. Vâng, thì là do mạng là hơi lag các bạn nhé, mạng là hơi lag. Alo, alo, chúng tôi thử loa cái, bà con nghe rõ không? Ok, trận đấu chúng ta đã bắt đầu. Và hiện giờ 4 cầu thủ của chúng ta tên là... Và một cậu tên khó đọc quá, và cậu đọc đầu tiên là Cần Công Cáng và Kazana và Quý CVGV. Và game thủ của chúng ta đã lựa chọn là khu vực rơi là khu vực biệt thự các bạn nhé. Khu vực biệt thự này giàu đến nứt khố đổ vách luôn. Chơi cái trò chơi Bugsy là game sinh tồn, chính vì thế cho nên là chúng ta không được sồn như thể là ấy. Nên chúng ta phải củ từ thôi. Chúng ta củ từ thì chúng ta mới sống sót được, còn chúng ta nhanh thì sẽ chết luôn. Và anh Quý là đang lao mình xuống, nghĩa là nếu mà ngoài đời mà lao, ui dồi ôi, còn bốn thằng, ui một tem bốn thằng nó lao như trực thăng nó lao xuống luôn. Không biết anh Quý chúng ta có sống sót để mà tiếp tục trận đấu này không? Vâng, pha nhảy dù xuống biệt thự đã bị xịt và anh Quý tạm thời là đáp xuống một khu vực khác. Khu vực này rất nhiều căn nhà cao tầng, không biết sẽ có đồ ngon không? Vâng, một pha hạ cánh đánh đầu luôn vào trên tầng thượng luôn các bạn nhé. Và mới đầu anh Quý đã nhặt được một chiếc chảo và một khẩu sóc lọ các bạn nhé. Vâng, chiếc chảo này có thể đập bom bốp. Vâng, đã nghe tiếng súng nổ luôn. Đã nghe tiếng súng nổ, không biết từ đâu luôn. Chưa biết có game thủ nào của chúng ta là ngỏm củ tỏi không? Vâng, tiếng súng nổ không biết từ phía nào luôn. Anh Quý CVGV thì vẫn là đang là lao chóng hết cả mặt để đi tìm định hướng mà vẫn chưa nhảy được. Đã nhảy quyết định là nhảy qua cửa sổ rồi. Ok, đã có một game thủ ngỏm củ tỏi rồi. Game thủ số 1 chúng ta đã ngỏm củ tỏi rồi. Vâng, tôi đã bảo rồi là chơi cái trò này chúng ta phải củ từ thôi. Nếu chúng ta vội vàng chúng ta sẽ chết ngay. Chúng ta phải thật là bình tĩnh thôi. Khi thấy kẻ địch thì chúng ta sẽ phải chạy hoặc chúng ta nấp ở đâu thật kỹ vào. Vâng ạ, Nguyễn Văn Mạnh của chúng ta đã chết rồi các bạn nhé. Vâng, và đã gặp kẻ địch rồi các bạn ơi. Đã gặp kẻ địch, anh Quý của chúng ta quyết định là rút lui. Là anh ta kiếm chỗ nào, anh núp rất là kỹ rồi. Anh Quý là người dân tộc Kinh, nhưng anh ta rất thích chơi theo kiểu của dân tộc mình không nhớ là anh Hùng Núp là tên là quê người dân tộc gì. Nhưng mà anh Quý của chúng ta thì kiểu như có gen cùng, nghe tiếng súng nổ phát là có hai thằng anh ta núp luôn. Vâng, hiện giờ là đã chết toàn đội chơi là có 100 người rồi, đã chết mất 3 người rồi. Vâng, tiếng súng nổ ở khắp muôn nơi luôn. Vâng, nãy giờ thì là anh Quý vẫn chưa nhặt được giáp luôn các bạn nhé. Chưa giáp, chưa mũ, nhặt được ba lô một luôn. Vừa nói cái thì anh ta lại cũng chưa thấy gì luôn. À, được giáp một rồi, giáp một rồi. Và rồi thì là anh Quý rồi, anh chạy nhiều quá, anh mệt quá thì anh đã nằm ngủ một giấc rồi. Thực tế rằng trong lúc anh ngủ thì anh đã nằm ngủ thôi, nhưng ta loại thêm được một game thủ nữa là đã còn 96 người thôi. Thực tế là chơi cái game này chúng ta cứ củ từ thôi, anh Quý đứng cửa sổ nhìn ra thôi, có ai thì anh ta lại vào ngủ một giấc nữa. Và số 2, số 3 của chúng ta thì là đang ở một phương trời rất là xa, thì là anh Quý là anh sợ là phải gánh team, chính vì thế cho nên là anh chạy một mình một chỗ luôn.
Bởi vì là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ là đồng đội là kém thì bọn nó mà chết thì mình phải cứu nó. Nên anh Quý là lấy xe máy phóng đi chỗ khác. Đang anh ta quyết định chạy ra chỗ số 2 rồi. Một tiếng súng nổ khắp nơi luôn. Và số 2 của chúng ta là anh Cần Công Cáng. Cần Công Cáng luôn. Kiểu như là cần câu cá và cả số 3 nữa. Chưa biết là vẫn chưa ai mất máu thì chứng tỏ là tiếng súng không phải bắn người của chúng ta. Vâng, anh Quý đã bóc còi ấy. Số 3 có lên không? Lên em ơi. Vâng, đã quyết định là lên xe. Và anh Trần Như Tráng của chúng ta thì là vẫn chưa thấy có mặt đâu luôn. À vâng, chúng tôi cập nhật được thông tin thì là anh Quý thì là anh có biệt khả năng là núp rất là kỹ. Và chúng tôi cập nhật thông tin là anh Quý, anh Hùng Núp thì là người dân tộc Tày từ Nguyễn Văn Mạnh cập nhật thông tin cho chúng tôi. Sáng không chịu ra. Và anh Quý thì quyết định là ngồi yên trên cái xe, ngồi làm thêm một chai Fanta cho nó ngọt giọng, đỡ phải đi bắn nhau. Thì các bạn có một sự khác biệt rất là lớn là khi chơi cái trò này chúng ta không cần phải bắn súng, anh Quý chẳng cần bắn ai, được tốt chắc trong tay là đã top 7x rồi. Anh Quý chỉ cần là phóng xe anh lượn một vòng phát nữa thôi, anh sẽ có top 6x, 5x ngay, thậm chí là top 1x luôn. À, quyết định xuống nút đồ rồi. Có tiếng bước chân, có tiếng bước chân. Có tiếng bước chân mà không biết từ đâu. Ông anh Quý thì là anh lên chiếc xe anh phóng rồi. Phóng như này thì là yên tâm rồi, không lo về tốc độ rồi. Và Cần Công Cáng của chúng ta thì vẫn ngủ đông trong một chiếc nhà mà gọi mãi vẫn chưa ra được. Vâng, và Cần Công Cáng thì vẫn quyết định là chưa ra luôn các bạn. Để ra đi em ơi, lên xe em ơi. À, thì anh Cần Công Cáng chúng ta vẫn đang đi nút đồ và game thủ của chúng ta thì đã vẫn cứ ngồi một chỗ. Vâng, các bạn thấy không, lại game thủ chúng ta một top có 4 người thì mới chết một người thôi, chết mất một người thôi và game thủ chúng ta đã lọt được vào top thứ 73 rồi. Có tiếng súng nổ. Có tiếng súng nổ mà chưa biết ở từ phương trời nào. Và anh Quý của chúng ta thì là anh Quý CVGV, anh Quý có vượt giải phóng thì anh ta đã quyết định là trèo lên một ngọn đồi. Và đã loại thêm một đối thủ nữa đó. Chúng ta từ đầu đến giờ anh Quý của chúng ta chưa nổ một tiếng súng nào nhưng mà đã loại được 18 kẻ địch rồi. 28 kẻ địch rồi, xin lỗi, 28 kẻ địch. Vâng. Nghĩa là người ta gọi là cái này gọi là chiến tranh lạnh, nên anh ta không cần phải nổ súng đã giết được 28 thằng. Nghĩa là chúng ta có thể tận dụng được tất cả sự ngu dốt của 28 người kia và gây dựng thành tích cho mình luôn. Như anh vâng, đã đi vào khu vực bom nổ rồi, đã đi khu vực bom nổ. Vâng, chiếc xe này có hẳn là xe địa hình nên là trèo đèo lội suối thoải mái, vượt từ núi này sang núi nọ. Anh đi một phát từ Lạng Sơn sang tận Hà Giang luôn, vượt qua bao nhiêu ngọn núi mà xe không sao các bạn nhé. Và anh ta đã quyết định chạy vào bo rồi, quyết định chạy vào bo. Lên đỉnh núi luôn. Tay. Và quyết định chạy bo và đã Quý CVGV và Cần Công Cáng đã quyết định là bỏ lại game thủ số 3 của chúng ta là Kaza. Vâng, tên thì không biết là người Việt hay người Tây nhưng cái tên thì rất là khó đọc luôn, Kaza. Và không biết là Kaza của chúng ta có kịp chạy bo không? Em có một khẩu súng sao? Vâng, thì giờ trong một khoảnh khắc rất là ngắn thì là anh Quý CVGV và anh Cần Công Cáng đã lọt vào top 70 rồi.
đã lọt vào top 70 là nghĩa là không cần phải bắn bố con thằng nào luôn, chỉ cần lên xe ngồi phóng thôi là lọt vào top rồi. Đã quyết định luôn. Và trận tay anh Quý thì vẫn có một khẩu là Uzi và một khẩu sóc lọ thôi. Thậm chí anh còn không thèm nhặt mũ luôn, chấp 30 người kia, chấp 32 người kia, anh không thèm nhặt mũ luôn. Bãi có súng đó màu vàng cho bãi. Vâng, thì là game thủ là Cần Công Cáng đã quyết định cho Quý CVGV một cái 3X, nhưng mà anh Quý thì là có mức khẩu Uzi, khẩu sóc lọ chưa lắp được vào. Chơi cái game này thì là cách để mà tồn tại nhanh nhất thì là tồn tại lâu nhất thì chúng ta kiếm cái nào mà núp mà ngủ một phát thôi. Đến khi nào còn 10 thằng thì chúng ta đừng vội ra, nằm tiếp phát nữa. Khi nào còn 2 thằng chúng ta mới hãng nổ súng. Vâng, anh Quý CVGV đã loại được 41 người chơi rồi. 41 người chơi kia là chơi theo phong cách là sồn, như thể là con gì nó cắn hồn ý, cắn hồn các bạn nhá. Dẫn đến rằng là mãi là vẫn lại nhảy lên top rồi, top chạy liên tục luôn. Vâng, anh Tráng đã cho Scaler rồi nhưng chưa có viên đạn nào luôn. Và có đạn luôn. Anh cái súng em đeo. Khẩu này là khẩu Scaler các bạn nhé. Khẩu này nếu mà bắn upline giống khẩu 42 luôn. Vâng ạ, anh Quý thật chưa thèm nổ tiếng súng nào luôn, mà lọt vào top 55 rồi. Nghĩa là đã loại ngồi chơi xơi nước thôi, ngồi chạy đồi vượt núi thôi, loại được 45 người. Chưa hiểu anh ta nổ súng thì anh ta sẽ bắn thêm bao nhiêu người đó. À vâng, chúng tôi xin cập nhật thông tin là game thủ số 3 chúng ta cũng ngỏm một tuổi nữa rồi. Người ta bảo là xấu đều hơn tốt lõi là anh ta đơn phương độc mã đi thì đã bị loại khỏi cuộc chơi rồi. Và game thủ, hai game thủ của chúng ta thì cứ lặn lội đèo suối thì vẫn còn đang tồn tại. Game này game sinh tồn, chính vì thế cho nên là chúng ta cứ củ từ thôi. Nếu chúng ta không củ từ chúng ta sẽ ngậm ngay củ tỏi. Và sẽ có ta có thấy máy bay không biết chạy ra thính không? Chạy ra thính chắc chết luôn ý. Vâng vâng, phía xa có một con ô tô các bạn nhá. Với khẩu 3X anh Quý quyết định bắn nó. Vâng, từ xa khoảng cách khoảng tầm 5 km anh Quý nổ một tiếng súng mà không chết một thằng nào luôn. Hai game thủ này là có một sở thích là đi cùng nhau. Và anh Quý quyết định là cầm một chiếc chảo dán trứng lên, quyết định cầm chảo luôn xem điều gì xảy ra. Vâng, anh ta đập luôn thằng số 2 luôn, chết con mẹ với đi. Vâng, thằng số 2 thì vẫn đang ngây như tây dẫm phải cướp luôn. Vâng, anh ta cầm chảo anh ta đập lại luôn. Vâng, những pha đập liên tục vào nhau mà hai cầm thủ chúng ta đập liên tục vào nhau, anh Quý rất cần khôn, anh nằm ăn xuống. Vâng, cầm thủ chúng ta, cầm thủ số 2 là từ phía chân đập xuống dưới, anh Quý lại đứng dậy và chạy. Vâng, rất là khủng khiếp luôn, thật những điều không thể xảy ra luôn. Đồng không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò luôn. Hai thằng vác chảo đập nhau luôn, thậm chí anh Quý tút súng ra, khả năng anh sẽ nổ súng luôn. Hai cầm thủ chúng ta xem, ôi rồi số 2 chúng ta vẫn cầm chảo đập anh Quý của chúng ta xem. Anh Quý của chúng ta, anh tiếp tục anh xem nào. Anh vâng, anh Quý tìm lưu đạn mà không lưu đạn. Vâng, và anh số 2 quyết định nổ súng để cho kẻ địch biết. Ê bạn mày ơi, tao ở đây này, đây có hai thằng đang đập nhau này, lại đây mà bắn. Vâng, cho dù là vừa bắn vừa chơi lọt vào top 50 luôn các bạn nha. Một điều thật là khủng khiếp luôn. Vâng, anh Quý bắt đầu zoom thử xem là có bố con thằng nào xuất hiện không. Vâng, là khi không thấy ai anh đã quay một vòng là nhìn xem các thằng đồng đội của mình đâu. Vâng, vâng, anh Quý của chúng ta quyết định tìm xe mà không hiểu số 2 của chúng ta, à số 2 đằng sau rồi. Và các hai anh thì quyết định đi lấy xe để chạy tiếp, chạy bo. Và hai anh là chưa nổ một phát súng bắn kẻ thù nào nhưng mà đã được vào top 49 rồi. Trừ đi hai người là còn chắc chắn ăn luôn top 47, 48, một điều là không thể thay đổi được luôn. Vâng ạ, anh Quý CV của ta chạy lông nha lông nhông như chó đứt xích ở chân ngọn đồi mà không gặp kẻ địch luôn. Anh Quý thì là anh đã sử dụng bùa hộ mệnh rất là tốt luôn, đảm bảo luôn. Vâng, tuy hai anh lấy chảo đập nhau nhưng mà anh Quý CVGV vẫn quyết định là quay lại đón anh Cần Công Cáng. Vâng ạ, anh Cần Công Cáng của chúng ta thì cũng có xe, hai game thủ bắt đầu là đuổi theo nhau, cuộc rượt đuổi này không biết là có điều gì xảy ra không. Hai anh là mỗi thằng một xe, để điều đó chứng tỏ nói lên là bọn tao hai thằng mỗi thằng phải một xe.
Vâng ạ, anh Quý thì là bắt đầu bóp còi để gọi kẻ thù. Vâng, con xe của anh Sáng nó không lên nổi cái dốc. Vâng, cuộc ôi rồi con xe đều quay lại đâm nó phát. Vâng. À lên rồi, quyết định lên rồi, lên rồi, lên được rồi, quên. Vâng, anh Tráng là có pha móc lốp rất là khủng khiếp luôn, một pha móc lốp. Và hiện giờ 5 phút trôi qua trong game mà chúng ta vẫn chưa thấy là trong bảng xếp hạng là có thằng nào chết thêm nữa. Vâng, hai cầu thủ chúng ta chạy vào mép bo rồi. Vâng, mỗi thằng một xe luôn, là không chung đụng với bố con thằng nào luôn. Vâng, đã nghe tiếng súng nổ luôn, chưa biết là nó bắn ở đâu luôn, chưa định vị được. Do hệ thống GPS của chúng tôi đang bị lỗi nên chúng tôi chưa định vị được tiếng súng nổ là bắn ra từ phía nào luôn. Và cũng không giấu thì các bạn, ở đây là có chữ SVKN. Thực tế là cái này nó chỉ số, nó nói lên là Đông Tây Nam Bắc. Nhưng do ngày xưa tôi học cái môn là Đông Tây Nam Bắc thì tôi đã bị đúp nên bỏ học. Tiếp đó không biết là Đông hay Tây hay Nam nữa. Hai cầu thủ chúng ta, vâng, anh Quý quyết định là khả năng là theo hướng di chuyển, anh quyết định là trèo lên cái tòa chung cư đang xây dở này rồi. Vâng ạ, hiện giờ đầu anh ta không một cái mũ luôn, nhưng anh ta vẫn sẵn sàng chiến đấu luôn. Và anh... Vâng, anh Quý đã nhặt được một quả lựu đạn, vâng. Nhưng với sự đề tiện của anh Quý, tôi không biết các bạn có thể đoán được điều gì xảy ra là anh khi anh Quý cầm lựu đạn rồi. Vâng, và hai quả bom luôn, hai quả lựu đạn luôn. Chơi nốt. Và bắt đầu là đang ngắm nghía xem thằng đồng đội mình nó ở đâu. Vâng, đã quyết định rút chốt nhưng mà ném khả năng là không tới nơi rồi. Số 2 thì khả năng trong nhà rồi, còn ném lựu đạn thì cũng không thể làm gì được luôn. Lâu nổ đấy nhở? Anh ta giật chốt nhưng anh ta còn chưa ném, làm tôi tưởng là ném rồi. Nổ xe. Gần quá. Lựu đạn thì không ném được xa. Vâng, anh Quý thì anh vẫn đang cầm một chiếc chảo để anh định dán các game thủ khác hay sao? Vâng, có tiếng súng nổ rồi. Có tiếng súng nổ. Cánh phải, cánh phải. Vâng, cái này người ta là tiếng súng nổ bên cánh phải. Do ảnh hưởng của căn nhà nên tầm nhìn bị hạn chế nên anh Quý quyết định chưa thèm bắn cái thằng đấy luôn, tha cho nó một con đường sống. Đây là một cách chơi rất là nhân từ luôn. Và anh Quý đã ở trong bo thì anh quyết định là ngồi xổm cao hơn hẳn luôn. Không có thằng nào cao hơn, anh Quý anh ngồi phát lên tận tầng 3 rồi. Vâng, đã phải nhảy xuống để chạy bo rồi, đã phải nhảy xuống để chạy bo rồi. Vâng, anh Quý vừa nhảy, anh vừa nổ súng để cho chúng mày biết là bố mày đang ở đây luôn. Rất là khủng khiếp luôn. À, vâng, có bạn Lily và nhìn vào gạch vàng trên bản đồ, ý là nó đang bắn nhau ở đấy. Vâng ạ, thì tôi đã phổ biến luôn trực tiếp đến nơi game thủ của chúng tôi, nhưng mà game thủ của chúng tôi chưa biết có hiểu ra vấn đề gì không. Chắc là cần phải thông não đại pháp là xem chỗ nào màu vàng. Ui, bo dài thế nhở. Vâng ạ, thằng đồng đội vẫn đang đứng nút đồ. Anh Quý bắt đầu tút súng, anh bắn nổ cái xe kia để cho game thủ số 2 người ta không chạy. Không. Anh Quý quyết định bắn xịt lốp. Anh ta quyết định bắn xịt lốp xe để cho game thủ Trần Công Tráng của chúng ta không có xe mà chạy. Một người đồng đội rất là tốt luôn, anh ta bắn nổ lốp luôn, bắt đầu lên xe rồi chạy luôn. Và quyết định luôn là kệ mẹ thằng số 2 luôn, anh ta lên xe, anh ta chạy. Vâng, có tiếng súng nổ, súng nổ. Đến giờ phút này. Vâng, thì là đã lọt, chắc chắn lọt vào top 3X rồi các bạn nha, top 3X luôn. Không tốn một viên đạn nào mà không cần bắn bố con thằng nào luôn, vẫn lọt vào top 3. Đấy, khi bắn cái game này chúng ta cần nằm thôi.
đến khi nào còn hai thằng chúng ta vẫn cứ nằm rồi xong lừa lừa ra bắn nó phát là được phát top 1 thôi. Anh Quý này với khả năng chơi của anh là 10 trận thì là anh được tầm 9 trận anh top 1 luôn. Vâng, anh ta quyết định lao xuống mực, xe vẫn lùi được. Vâng, số 2 của chúng ta vẫn marathon chạy thôi, chưa có xe, số 2 chưa có xe. Thôi, kẹt rồi. Vâng, anh Quý đã bị kẹt hẳn rồi. Đi cháy lốp luôn, anh quyết định hạ cánh xuống. Như vậy là quyết định là chờ số 2. Vâng, tắt đường xe nữa, định chờ số 2. Vâng, vừa nhảy vừa bắn súng luôn để cho mọi người biết là mình đang ở đây luôn, rất là khủng khiếp luôn. Và anh Quý CVGV thì anh quyết định chạy bo marathon luôn, không biết đang chạy ra bo hay vào bo đây. Vâng, có một con xe nó bốc khói luôn, có một con xe bốc khói. Như do mạng giật rồi. Vâng ạ, binh của anh Quý là có 300 mấy thôi mà không nhiều lắm. Vâng, khả năng thì là không chạy kịp bo bởi vì bo đang xa. Còn 32 game thủ nữa, chỉ còn 32 game thủ nữa thôi. Nghĩa là anh Quý và anh Tráng là giết được 30 người sẽ ăn chắc top 1 luôn. Hai lớ, hết ván em nhá. Và sự ra đi của số 1 và số 3 của đồng đội bên ta thì làm cho là trận đấu trở nên nó kịch tính hơn. Anh Quý CVGV anh đang phản ánh rằng là anh đang phải gánh team luôn. Như vậy là chắc chắn đã được lọt vào top 20 rồi. Chắc chắn là đã được lọt vào top. Ô, có một con xe trước mặt luôn. Đuổi. Vâng, anh Quý quyết định là đuổi theo nó luôn. À không, anh Quý quyết định đi ngoài rìa bo chặn đầu nó. Bắn nhau tìm lắm. Vâng, tiếng súng nổ ở rất nhiều nơi thì khả năng anh Quý sẽ kiếm thế nào, anh chui rúc luôn. Vâng, ui rồi xe nổ. Vâng, nổ lật lên rồi lại đổ xuống rồi đi tiếp luôn. Vâng, là theo hướng chúng ta chạy thì là anh Quý khả năng sẽ trèo lên hẳn đỉnh đồi cái anh ta nằm. Vâng, mất nửa máu rồi. Vâng, mất nửa máu luôn nhưng anh ta quyết định chạy tiếp. Vâng, chạy thật nhanh không mà chết. Vâng, một pha quay đầu xe rồi quay lật ngược lại. Vâng, anh cần công cáng của chúng ta quyết định nhảy xuống thì anh đã mất luôn nửa máu. Ok, bắt đầu anh ngồi đây ta là bơm máu thôi, chích phát. Không ai nhìn thấy cả. Và game thủ chúng ta quyết định là nằm ngủ luôn ở tại đây, kiếm chỗ nào ngủ một giấc phát. Ok, anh ta quyết định là ẩn nấp ở sau, khả năng là kiếm cái bụi cỏ rồi, khả năng là kiếm bụi cỏ. Vâng, anh ta đi núp và anh ta còn nổ súng và nói là tao đang ở đây này. Vâng, rất là ghê gớm luôn. Các bạn thấy không, là từ đầu đến giờ là anh Quý CVGV của chúng ta, anh còn chưa thần giết cả một con boss thôi. Với đức tính của anh gọi là thương người như thể thương thân luôn. Bắn ai anh đau lòng xót ruột lắm, thương người ra lắm, chưa thèm bắn ai luôn. Ở Trung ơi, chú đang ở Lê Thanh Nghị, chào nhá. Vâng ạ, anh Quý CVGV, Quý Câu Vượt Giải Phóng là anh hay có mặt tại địa chỉ 258 Lê Thanh Nghị. Thì anh là boss của địa chỉ 258 Lê Thanh Nghị. Khả năng mục tiêu của anh là quả nhà sàn đơn sơ trước mặt rồi. Vâng, cái tòa nhà sàn này ngày xưa chiến dịch miền Bắc và chiến dịch Tây Nguyên thì là Bác Hồ chúng ta đã từng ẩn nấp ở đây rồi. Anh ta quyết định là ngồi luôn ở trong này luôn. Nếu vận may mỉm cười mà bo thu về cái hướng đúng hướng anh ta ngồi thì anh ta sẽ ăn luôn quả top 10. Vâng, và anh Quý CVGV của ta đã vừa chấm một tích trên bản đồ là địa điểm anh ta định là chạy đến đó. Nhưng mà chạy đến đó khả năng là một điều rất là liều lĩnh luôn. Xem vận may có mỉm cười với anh ta không. Cái tháng này là tháng cô hồn, vì thế chúng ta là chạy ra ngoài đường mà lang thang phát ăn đạn vào đầu ngay.
Vâng, khi anh tôi Quý đang sử dụng chiến dịch là đi khom, chạy khom, bước đi rất là từ từ luôn. Vâng, anh ta vẫn đang lọt vào top 26, vẫn đang trong top 26 luôn. Giết 24 người nữa sẽ được top 1 luôn. Ờ, hello. Em lấy tai nghe đúng không? Vâng, anh Quý của chúng ta thì đã ăn chắc cái top 26 rồi, nên quyết định là kiếm chỗ nào để nằm thôi. Vâng, và ngoài ra là game thủ là cần công cáng của chúng ta thì cũng đang ăn chắc top rồi. Thậm chí là anh Quý là từng đạt kỷ lục và đạt top 1 luôn là mà không giết thằng nào luôn. Thằng kia chạy bo không kịp, còn hai thằng thì anh ta giành top 1 mà không tốn một viên đạn nào luôn. Cái nhà sàn đấy là lựa chọn sáng suốt. Vâng, anh ta chạy đi lại chạy lại quay lại bởi vì anh ta nghĩ là bo thu ở góc bên kia, như là xong lại bo lại thu đúng hướng chỗ anh ta vừa ngồi. Nhưng tôi nghĩ khả năng đoạn này khả năng tỷ lệ chết rất cao rồi. Vâng, anh ta quyết định là nằm ở bụi cỏ rồi. Vâng, quả này là ăn chắc tốp rồi, ăn chắc tốp rồi. Và cái bụi cỏ này thì cùng màu với cả người anh ta luôn. Anh ta cởi trần dẫn đến nên là cái màu của nó rất khó để phát hiện luôn. Nằm ở đây là không ai có thể nhìn thấy rồi. Vâng, anh ta quyết định là anh ta nhổm dậy rồi. Nhưng mà theo tôi nghĩ đây là một phương án không hợp lý. Chào anh em nhé. Phương án không hợp lý, nếu mà nhổm dậy như này tỷ lệ chết là rất là cao rồi. À, anh ta quyết định chạy vào cái nhà vệ sinh. Ok, chào hai anh em. Vâng, và game thủ cần công cáng của chúng ta anh ta vẫn giống sợ. Và anh Quý CVGV sống dai như rẻ rách luôn, dai như là cắp an cơ ở cửa hàng tôi, sống bắn mãi mà không chết luôn. Ok, vâng, có thằng một thằng ngây ngây như Tây dám phải cướp trước mặt luôn, anh Quý giết được nó rồi. Vâng, nhưng mà khả năng có đồng đội của nó đến đấy, khả năng là có đồng đội của nó đến luôn. 5 mà thở. Vâng, anh Quý CVGV quyết định nằm rồi. Còn cái thằng ở trong kia tôi nghĩ khả năng là chết rồi. Ở kia đồng đội nó đến ngay, tôi biết mà. Vâng, đã làm thêm một chú. Vâng, anh Quý, chưa giết được à? Vâng, anh Quý CVGV quyết định là công lên. Vâng, và game thủ chúng ta vừa cất tiếng nói đầu tiên trong trận đấu, anh ta sợ bùi gì luôn. Vâng, là bố đéo sợ ai rồi. Anh ta chạy thình thình vào. Nào, hai thằng này đâu, ra đây nộp mạng nào. Vâng. Bố ơi, thằng ngoài. Vâng, anh Quý CVGV của chúng ta đã ngỏm củ tỏi rồi. Không biết là game thủ cần công cáng. Anh cần công cáng và đã đến nơi rồi. Bắn đi. Một kill. Vâng, anh cần công cáng và đã đến nơi rồi. Vâng, là khả năng kill. Bò đốt hay cái gì đấy? À không, anh cần công cáng. Vâng, đã chắc chắn được top 8 luôn. Top 8 luôn các bạn nhá. Vâng, trận đấu rất là kịch tính luôn. Trận đấu rất là kịch tính, đã lọt được vào top 8 luôn. Chơi 2 người thôi. Hai người kia không biết còn chờ không nhỉ? Sợ vẫn đang chờ. À, vàng 3 rồi. Vàng 3 là gì? Lên vàng 3. À, cậu vàng mấy? Em là vàng. Lên vàng 3. Anh bạch kim này. Và vừa rồi hai game thủ đã được lọt vào top 8, thấy là xuất thần nhập quỷ lắm rồi. Và game thủ cần công cáng của chúng ta vẫn chưa xuất hiện vào game này. Ok. Vâng, là do game thủ số 1 và số 4 của chúng ta vừa rồi thì là chết sớm quá nên hai anh chờ rất là lâu thì một anh đã làm đóng vai mất tích rồi. Vâng, hai anh đã bảo nhau mà sống lại đánh nhau là vâng, là con bé đang trước mặt luôn, là anh Quý là anh thử xem sờ xem vú viếc có to không.
Nhưng mà do là con bé này nó mặc kín cổng cao tường mà mặt nó đờ ra không cho sờ nên anh quyết định đấm cho phát vào mặt. Vâng, anh Quý của chúng ta thì một thời là dành cả tuổi thanh xuân để nhảy thùng, nhưng hôm nay anh ta quyết định không nhảy. Alo, số 4. Đang xem nét anh Tiến hay là chúng ta thấy vâng, do nói nãy giờ mỏi hết cả mồm nên tôi quyết định là làm cốc trà đá. Và từ độ cao là cao lắm ấy, tôi không biết cao như bao nhiêu mét, anh Quý CVGV cầu vượt Giải Phóng đã quyết định nhảy xuống, và anh ta nhảy luôn ở khu vực anh ta chấm cho bản đồ cũng chẳng biết là khu vực nào luôn, nhưng đảm bảo khu vực này thì còn lâu mới chết được luôn. Imbala. Lên rồi. Đâu rồi? Còn treo lên đi. Chị đã chạy qua rồi. Ê! Dơ lên, sao phải ốp đâu? Ốp đâu? Ốp đâu Quý? Dạ. Ở chống sốc làm gì đã có.